có phép màu trong giọng hát của bạn. Rất rất nhiều các bạn trẻ khác nữa sẽ phải rung động trái tim vì giọng hát của Phúc. Khi mà có mặt ở vòng chung kết thì Phúc thấy rất là vui và cũng có một cái phần nào đó rất là phấn khích. Chất giọng của Phúc là một cái chất giọng khá là hiếm, nhất là đối với người Việt Nam. Đó là một trong những cái điểm mạnh của Phúc. Mình có cảm nhận là một phần nào đó khán giả họ đã chấp nhận những cái gì mà mình trình diễn. Khi mình bước ra đường thì có nhiều người nhận ra hơn. Và có lẽ cái điều đó là điều vui nhất và cũng gây áp lực nhiều nhất. Tôi chờ đợi ở một cái phần trình diễn nó đột phá nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì sự ủng hộ của mọi người. Và hy vọng là vòng chung kết sẽ mang đến cái tiết mục hấp dẫn hơn. Mời ban giám khảo. Tôi nghĩ rằng với một sự hỗ trợ đặc biệt của một cái dàn nhạc rất là đông đúc như thế kia thì tôi nghĩ rằng đây là một cái tiết mục mà rất là chuyên nghiệp nhất trong cái phần trình diễn của Phúc cho đến thời điểm này. Tuy nhiên thì tôi chờ đợi ở một cái sự đột phá nhiều hơn trong cái cách chọn bài. Bởi vì với cái bài hát này thì tôi nghĩ là Phúc đã chọn một cái giải pháp an toàn, chọn đúng cái sở trường của Phúc. Thì nó còn thiếu một cái một chút gì đó để cho người ta thực sự kết nối với khán giả. Thì anh hơi tiếc một chút là Phúc chọn một cái giải pháp khá an toàn. Tuy nhiên thì giọng hát của em vẫn rất là đặc biệt và cái phong cách cũng như là cái bản lĩnh của sân khấu thì không ai có thể phủ nhận được điều đấy. Tôi nghĩ chắc có lẽ anh Huy Tuấn hơi nặng đô. Chứ với tôi coi về tôi bay dữ lắm rồi. Vâng, tôi thì nghĩ rằng anh Tuấn nói là Phúc chọn một cái giải pháp an toàn và là sở trường của mình. Tại sao không ạ? Chọn sở trường vẫn hơn đúng không ạ? Còn hơn chọn sở đoản. Hay không? Có đồng minh rồi. Và đối với tôi thì phần trình diễn hôm nay vẫn rất là sôi động và vẫn cuốn hút được tôi. Xin chúc mừng Phúc. Bây giờ Phúc có làm cái gì cô Thúy Hạnh cũng khen thôi.
Phúc có đủ cơ sở để cho những người bạn của Phúc, những người fan hâm mộ của Phúc để bênh vực Phúc thôi, bởi vì Phúc có một giọng hát hay. Đó, điều đó là điều không thể phủ nhận được. Chính vì Phúc có một giọng hát hay cho nên tôi lại vẫn cũng thích nghe Phúc tỉ tê với cái đàn guitar nhiều hơn. Phải chi tôi được nghe những cái ca khúc trữ tình hơn, lắng động hơn, để tôi được chia sẻ cảm xúc của Phúc nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay thì Phúc lại muốn chia sẻ cái niềm vui không được nói để tôi nói. Thì tôi biết là khổ binh thôi. Thì tôi nghĩ đây vẫn là một phần trình bày rất hay của bạn. Bởi vì sao? Bởi vì có một sự hòa hợp với nhau giữa tất cả các thành viên trong ban nhạc cùng với Phúc, thì nó cho tôi được một cái cảm giác, một cái ban nhạc đồng quê của Mỹ. Và còn chần chừ nữa, ta chuẩn bị nhắn tin để ủng hộ cho Phó Trọng Phúc. Anh nói thừa rồi, ngay từ khi bắt đầu Phúc đã xuất hiện ở đây thì các khán giả yêu mến Phúc đã cầm điện thoại lên trên tay, soạn sẵn luôn nội dung tin nhắn là VGT khoảng cách số 6, rồi chuẩn bị điền vô đó luôn là tổng đài 8328, chỉ cần chờ xong cái là bấm send cái là xong. Nhưng mà chưa nhắn được đâu, chừng nào quỳ lên mà chưa bảo thông báo chúng ta mới nhắn tin.